Một vấn đề là có một vấn đề là việc lắp ráp mô hình nó rất là dễ nha mọi người. Khi mọi người mua về á, khi mình lắp ráp á, rồi khi mua về nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cho mình lắp ráp cho mọi người. Này mọi người yên tâm về vấn đề mà mọi người yên tâm về vấn đề mà không biết lắp ráp nha. Và việc mua các bộ Lego như thế này cũng rất là dễ nha mọi người. Mọi người có thể lên các sàn thương mại điện tử thì có rất là nhiều mẫu mã như thế này nha. Đấy, loại mọi mà Lego loại nhỏ này cái giá thành cũng rất là rẻ nha mọi người. Mà mọi người có lên các sàn thương mại điện tử thì rất là nhiều nha mọi người. Tất cả rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau. Mọi người tha hơi hồ lựa chọn nha. Có nhiều nhân vật thực hình lắm mọi người. Nhân vật mình thấy nhân vật nào cũng có hết. Đấy. À, cái việc mà mọi người nè em có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo các mẫu nhà này để về lắp ráp ha. Đấy. Nhà này mẹ sửa hai người mọi người có thời gian rảnh để lắp ráp này để giải trí được nha mọi người. Và đặc biệt là nhà mọi người có cho em thì mọi người nó cũng nên mua các vật này để gì cho cây bên nhà mình lắp ráp ha. Vì các em ở nhà mình thấy các em bây giờ nó rất là nghiện thật cho mọi người, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bé này, ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến kết quả học tập của bé này, ảnh hưởng đến tương lai của bé, ảnh hưởng đến tư duy phát triển của bé. Và khi mọi người mua ngay về thì biết đâu các bé có tự tạo cho mình cái tính kiên trì đó mọi người, tính nó tự lập cái tính kiên trì nó giúp phát triển cái tư duy não bộ của các bé cũng khá là hay nha mọi người. Đó, khi mua ở đây là mình quay mặt sau của nó nha. Sau của nó này, sau này, là trước này, mọi người thấy mặt khá là dễ thương nha mọi người. Mọi người lắp ráp xong mọi người có thể dùng để trang trí phần khách, phần ngủ, góc làm việc của mình cũng rất là hay nha mọi người. Đấy. Mọi người có thể tham khảo ha. Ok nha mọi người. Video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay mình nghĩ thì cho nó một like, một chia sẻ, những cái kênh ủng hộ mình nha mọi người để mình ra nhiều video tiếp theo hơn nha mọi người. Ok bây giờ thì chúng ta tạm biệt các mọi người, hẹn mọi người tiếp theo nha. Bye bye mọi người.